Cô Câu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 30 tháng 6. Bên em xin gửi đến mọi người video số 430. Một số cây cần Nhật Bản nha mọi người. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc nha mọi người. Rồi em sẽ giới thiệu chi tiết từng có mẫu cần cho mọi người tham khảo nha. Đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 là một cây ASO khoen nhỏ, chiều dài 2m7, đọt số 1, Master, cây này của Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Bát là bát của hãng, khoen này là khoen dạng khoen hãng luôn, khoen này không có lòng sứ, khoen này là lòng kim loại nha mọi người. Đọt 1 ly tư nhẹ là 100g. Cần ngoại hình còn đẹp, trầy xước rất là ít nha mọi người. Chất liệu là carbon. Số 1. Rồi cây này giá là 300 nha mọi người, 300 bao ship nha. Số 2 cũng là một cây cùng thương hiệu với số 1. Master đọt số 1, dài 3m. Bát thì bát hãng luôn nha mọi người. Khoen này cũng là khoen của hãng và không phải khoen lòng sứ nha. Lòng cũng là lòng kim loại luôn. Đọt cũng là 1 ly tư. Đọt 1 ly tư. Nhẹ 100g. Nhẹ cũng 100g nha mọi người. Nó chênh lệch cũng không có chênh lệch so với cây số 1. Nó chỉ khác độ dài thôi. Rồi, cây này là cây số 2. ASO khoen nhỏ, chất liệu là carbon. Cây này cũng sản xuất tại Trung Quốc, GW nha mọi người, Made in China. Số 2 giá 350.000. Tiếp theo là số 3. Số 3 là một cây ASO khoen nhỏ, dòng NFT, bao lớp, hai da, chiều dài là 5m1. Độ dày thực tế là 5m1 nha mọi người. Bát Fuji FS6. Khoen này là khoen Fuji. Đọt 1 ly nhẹ 180g. Cần này thì câu trợ máy ha, hoặc là mọi người về xả cần tay nha mọi người. Sắn X, em xin lỗi nha, sắn vân 2 da nha mọi người. Phâu cũng còn đẹp nha mọi người. Số 3 lóng dài, cây này thu gọn tầm 1m1 nha mọi người, chưa có đo độ dài thực tế nha mọi người. Cần về cái thông số, cái thu gọn á thì nhắn giùm em nha. Số 3 giá 750.000, giá đẹp luôn nha mọi người. Số 3. Số 4 là một cây ASO, em xin lỗi, số 4 là một cây dây trong rút, chiều dài 2m7, độ cứng 20, sản xuất tại Hàn Quốc, 4 lóng. Cây này của hãng Magis Pusser. Bát này là bát Fuji. Phần này thì nó quấn chỉ nè nha mọi người. Chất liệu là carbon. Waco nha mọi người, cây này của thương hiệu Waco. Đọt là 1 ly 9, nhẹ là 150g. Đọt 1 ly 9 nha mọi người. Đây, cái bu nó nhỏ à. Phôi thì cũng đẹp nha mọi người. Dài là 2m7, độ cứng là 20. Rồi cây này thì giá rất là bình dân luôn, 300 nha mọi người. Số 4 dài 2m7, giá 300. Số 5 cũng là một cây dây trong rút, dài 2m7, độ cứng là 20. Cây này là của Hàn Quốc sản xuất nha mọi người. Dòng này là Mamiya. Bát là bát Fuji. Đọt này thì lớn mọi người, độ cứng 20, nhưng mà đọt này tới 3 ly 7 lần nha mọi người. Độ dài là vẫn còn 2m7 nha mọi người. Em đo độ dài thực tế là còn 2m7. Đọt 3 ly 7 nhẹ 180g. Carbon vân, chất liệu là carbon nha mọi người.
Rồi giá của cây số 5, giá là 350.000 bao ship nha mọi người, 350.000, dài 2m7, độ cứng 20 của Mamiya. Số 5 350.000. Số 4 là số 6 nha mọi người, số 6 là một cây rút lu. Cây rút dài nha mọi người, rút này thu gọn phải là 1m2, 1m gần 1m3 mọi người. Cây này thu gọn nó dài ha. Tay cầm ở đây là cán gỗ bằng Pat Fuji, chiều dài 3m3, Versed Seabass Pencil. Lu là từ 7 cho tới 28g, line là 6 cho tới 14lb. Cây này độ cứng tầm khoảng ML, carbon văn, phen Fuji, Pat Fuji. Đọt 1 ly 9 nhẹ 280g, dài 3m3. Carbon văn, phôi thì cũng còn đẹp nha mọi người, màu tím ha. Mã hàng số 6 giá 500 nha mọi người, 500 bao ship, số 6 dài 3m3. Số 7 là một cây carbon rút của hãng Ryobi, dài 3m9, Bát Fuji, Phen Fuji. Đọt 2 ly 1 nhẹ 470g. Có bị trầy xước nha mọi người. Đây, có trầy xước sơ. Dòng rút súp khoan đề 3 mình gặp lại được. Số 7. Rồi cây này giá là 700 bao ship luôn nha mọi người. Số 7 dài 3m9, 700. Số 8 là một cây dây trong rút, chiều dài 2m7, độ cứng 80. Cây này là của hãng Kristen Bromarin, của hãng Bromarin, thiết kế và sản xuất là của Bromarin nha mọi người. Bát này là bát Fuji. Đọt này là 3 ly 8, nhẹ 300g, cứng 80. Cần ngoại hình còn đẹp. Số 8 đây mọi người, giá 400. Số 8 400 bao ship luôn nha mọi người, dài 2m7. Rồi, cái này thì chất liệu là carbon nha mọi người, số 8 nè. Rồi bắt đầu từ cây số 9 sẽ là một số cây fit giá bình dân cho mọi người tham khảo ha. Số 9 là một cây rút mini của hãng Castime Mini nè mọi người. Độ dài là 1m8, thu gọn 42cm. Tay cầm ở đây là bằng cao su, rất là cứng, chắc cần. Bát ở đây là bát vặn inox nha mọi người. Khoen thì là khoen, khoen này khoen đá sứ. Đọt 1 ly 9. Đọt 1 ly 9. Độ cứng DX thì là độ cứng khoảng 20-25 nha mọi người. Đây, câu lăng xê hoặc là mọi người câu lưu ha. Nó nặng là 200g. Dòng này phíp thì câu lưu nó hơi nặng tí nha mọi người. Đây mọi người, đọt của nó là đọt đặc. Phôi cần thì cũng còn đẹp nha mọi người. Cái này như là của Hàn Quốc sản xuất nè. Số 9 giá 200. 200 bao ship. Bỏ cốt xe luôn nha mọi người, thu gọn. Rất là gọn luôn. Số 9 là 200. Số 10. Số 10 là một cây 2m7, cây này là ship may Fuji nha mọi người. Của Hàn Quốc sản xuất, tay cầm ở đây thì nó cũng là cao su. Bát đây là bát vặn nha mọi người, bát vặn đi nó. Khoen là khoen Fuji, khoen này là khoen Fuji. Đọt là 1 ly 8 mọi người, đọt 1 ly 8, độ cứng thì khoảng 20 ha. Nhẹ là 360g. Độ dài 2m7. Cây này thì nó nặng nha mọi người, đây. Cần nó nặng là do cái tay cầm á, phần tay cầm nó đúc cao su á nên nó nặng là phần cái tay cầm. Rồi.
Số 10 giá là 300 bao ship nha mọi người. Tay cầm nó màu nâu, thân màu nâu luôn, hàng nội địa Nhật. Số 10 giá 300. Số 11 là một cây rút. Rút này là của hãng Casper, dài 2m7. Bát là bát hãng luôn, khoen là khoen hãng luôn nha mọi người. Đọt 2 ly nhẹ là 200g, thu gọn 63cm. Khoen ở đây nó bị xúc nha mọi người. Cái này mình dán keo lại thôi, lâu ngày thì nó bị khô keo mọi người. Rồi cây này thân màu đỏ. Rồi dài 2m7 cho mọi người. Giá là 180.000 bao ship cho mọi người luôn ha. Số 11 180. Số 12 là một cặp. Cặp này là 200.000 nha mọi người. Nó gồm có 2 cây. Khoen này là dạng khoen inox, khoen inox không có lồng sứ. Cây này dài 1m6 nè mọi người. Tay cầm ở đây là bằng nhựa. Toàn bộ chỗ này là nhựa nha mọi người. Còn phôi này là phôi phíp. Bát là bát nhựa vặn. Dài 1m6, đọt 1 ly 9, nhẹ là 120g, thu gọn là 41cm. Và cây thứ hai là dài 2m1. Bát là bát vặn bằng kim loại. Đọt là 1 ly 9, nhẹ là 130g, thu gọn là 45cm. Cái này bỏ cốp xe thì mình đi cũng gọn gàng mọi người. Giá bình dân thôi. Hai cây cần như thế này, giá là 200 bao ship nha mọi người, mã hàng số 12. Số 12, 200 bao ship nha mọi người. Số 13, cặp này thì có giá là 250. Dài là 1m8 và 2m1. 1m8 và 2m1. Bát của nó là dạng bát vặn. Khoen là khoen đá nha mọi người. Đây khoen đá như thế này. 1m8 và 2m1. 2m1 là cây này, Intrabass 1m8. 8 là cây mini nè mọi người. 1m8 thì là đọt của nó là 1 ly 6. Còn 2m1 là đọt 1 ly 8, nhẹ thì cũng 120-160g nha mọi người. Đây, cây 1m8 thì nó nhẹ là 120, còn cây 2m1 là nhẹ 160. Ngoại hình thì cũng còn đẹp như thế này. Thu gọn là 46cm nha mọi người. Đây, thu gọn bằng nhau. Số 13, cặp này giá 250 bao ship nha mọi người. Số 14 là một cây rút ASO cần tay hỗ trợ máy, chất liệu là phíp, bát Fuji FS7. Hàng có bị trầy xước. Chiều dài là 4m5, đọt 1 ly 3. Khoen này là khoen đá sứ nha mọi người, đọt 1 ly 3. Và nó nhẹ là 280g. Cần này so với cần tay thì nó 2h5 nha mọi người, tầm 2h5 ha. Đấy, cần này thì mọi người về câu tay cũng được, hoặc là câu trợ máy ha. Màu tím nha mọi người. Phôi bên trong thì cũng còn ok. Số 15 giá 190.000 bao ship nha mọi người. Số 16 là một cây ASO khoen nhỏ, dài 2m7 của hãng NGK, bát Fuji FS6, đọt 0.9. Đọt này là 0.9, khoen đá sứ, nhẹ 140g. Số 14, cây này giá 150.000 bao ship nha mọi người. 150.000 bao ship luôn. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789 nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.